Quan hệ của cô ta với Chân Hoàng tốt như vậy, chỉ có cô ta chết đi Chân Hoàng mới đau thương tột cùng. Nhìn thấy được Chân Hoàng đau thương, lòng ta mới thấy nguôi ngoai. Huệ Phi tỷ tỷ coi như là tỷ chết Quan. Ly này muội xin kính tỷ